Tiếp theo hôm nay em giới thiệu với các bác một hoa hậu chân dài. Hoa hậu này được đến từ đất nước Nhật Bản. Bác thấy chân rất dài, em nó được dài lắm. Em hoa hậu này tên là em Sansui A701XR, được thiết kế với đôi 4 5 thớt, mặt màu vàng chanh các bác nhé, rất đẹp. Sau đây em test chất âm để cho các bác thử. Đấy, được cho nó đôi 4 5 thớt và thiết kế equalize một số thớt rất đẹp. Alo cho em theo số điện thoại 0982 246621. Em gả vợ về cho các bác luôn. Vì sao? Bác ạ, alo nhanh nhé. Muốn lấy vợ hai phải alo nhanh chứ không là em gả cho người khác mất đấy. Chào các bác.